Chào các bạn, mình là Trường đến từ nhà vườn cây Năm Tốt. Thì hôm nay là bên mình sẽ tiến hành thi công các bồn trồng cây cho một tòa dạng kiểu như căn hộ mini bên Tây Hồ, Hà Nội các bạn nhé. Thì đối với lại những cái bồn trồng cây ấy, thì là cái vấn đề quan trọng nhất của việc mà xử lý bồn đấy chính là cái hệ thống thoát nước và hệ thống chống thấm. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn có thể là xử lý cái hệ thống thoát nước để sao cho cái bồn trồng cây của mình không bị ngập úng và nó luôn luôn là thoát nước tốt các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay gần hơn để cho các bạn xem được là cái bồn trồng cây và cái cách mà mình làm như thế nào. Thì đây là một cái bồn trồng cây trong tổng số là 13 cái bồn trồng cây mà bên mình đang thi công. Thì các bạn có thể thấy là các bồn trồng cây ở đây thì nó có những hình dáng kích thước khác nhau, tùy những cái hình dáng kích thước mà mình có thể là điều chỉnh và mình có thể là làm theo cái hình dáng kích thước đấy. Thì đối với lại những cái bồn trồng cây như thế này thì là trước khi mà bên mình đổ đất lên trên ấy, thì mình sẽ tiến hành là đập cái lớp này xuống này. Đây là cái vỉ thoát nước các bạn nhé. Đây là vỉ đen thoát nước này. Đây là vỉ đen thoát nước. Thì là cái này nó có cái chiều ngang là 33 cm và chiều rộng là 33 cm. Thì đối với 1 m² thì các bạn có thể là sử dụng 9 cái tấm như thế này. Đấy, thì để các bạn có thể là dễ dàng hơn trong quá trình mà các bạn tính toán cái số lượng vỉ thoát nước cho gia đình nhà mình. Đây, thì là khi mà các bạn mua tấm này về thì các bạn đặt ở phía ở dưới cái sàn của mình nhé. Đây, đặt ở dưới sàn của mình như thế này. Đây. Cái lớp đáy này này, lớp đáy này thì người ta sẽ làm dốc để nước nó thu về vị trí này. Đây là vị trí thoát nước các bạn nhé. Đây này. Đây là vị trí thoát nước này. Đây. Đấy, thì là lỗ thoát nước này có phi 27 và cái vị trí này là vị trí trũng nhất của cái bồn trồng cây này, thì tất cả nước nó sẽ được thu vào đây. Và sau đấy là mình sẽ đặt những cái tấm này lên, đặt cái tấm này lên trên như thế này. Và sau đấy là tất cả nước nó sẽ ở vị trí dưới đáy này và nó sẽ thu về vị trí thoát nước này. Đấy, thì nó rất là đảm bảo cho cái hệ thống thoát nước rồi nhé. Đây, tại những vị trí khe như thế này thì nó chỉ khoảng tầm 3-5 cm thôi. Thì nếu mà ví dụ các bạn cắt cái tấm này ra thì nó rất là vụn, đúng không ạ? Thì là bây giờ là các bạn nên sử dụng sỏi. Đây, ví dụ sỏi như này có cái đường kính khoảng tầm 2-3 cm, các bạn cho hết vào những cái khe này. Đấy, thì là nó cũng là một cái hình thức thoát nước và đất thì nó sẽ không bị dính vào những cái khe như thế này. Đấy, thì nó rất là đảm bảo. Và trước khi mà bên mình tiến hành là đổ đất vào bồn và tiến hành trồng cây ấy, thì bên mình sẽ phủ lên trên cái vỉ thoát nước này một cái chất liệu nữa, đó chính là vải địa các bạn nhé. Đây là tấm vải địa này. Đây, vải địa này, là mỏng vải này. Đấy, đây, vải địa này. Đấy, thì là các bạn sẽ phủ lên trên. Các bạn sẽ phủ lên trên bề mặt như thế này. Đây, mình sẽ làm ví dụ một khoảng cho các bạn để các bạn có thể dễ tưởng tượng nhé. Đây, thì các bạn phủ lên trên, phủ kín luôn. Đây, các bạn phủ kín này. Đối với cái vị trí góc này thì các bạn nên làm như thế này. Đây, các bạn nên vén lên một chút. Đấy, các bạn vén lên một chút như thế này. Để khi mà đất hay sơ rửa ấy, thứ ấy thì nó sẽ ở khu này. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo hơn, nó không vào lọt vào những cái khe của mình. Đây. Đấy. Đấy, thì mình sẽ phủ lên trên như thế này. Đấy, thì là cái lớp này nó có nhiệm vụ là nó sẽ giữ tất cả những cái đất này, xác thực vật này, đấy, phân bón cho các thứ nó ở phía bên trên. Và chỉ có nước thôi nhá, chỉ có nước nó thẩm thấu qua cái lớp vải địa này. Sau đấy là nó sẽ xuống đến cái vỉ thoát nước này. Và sau đó tất cả nước nó sẽ được dồn hết tất cả vào vị trí cái lỗ thoát nước này của chúng mình. Để cẩn thận hơn ấy, thì trước khi mà mình trải đất trồng cây thì mình có tư vấn cho chủ nhà là chị nên là rải thêm một lớp sơ dừa nữa. Đây, một lớp sơ dừa như này. Đây, đây là sơ dừa nhé. Đây là lớp sơ dừa này. Thì là sơ dừa này nó là sơ dừa, đây, sơ dừa sợi các bạn nhé, sơ dừa sợi. Bây giờ mình sẽ rải cái lớp sơ dừa này lên trên lớp vải điệm. Như vậy là cái hệ thống thoát nước cho bồn cây ở ngoài ban công của mình thì gồm có 3 lớp. Lớp thứ nhất là hệ thống những cái vỉ thoát nước. Cái lớp thứ hai đó chính là một lớp vải địa. Và lớp thứ ba đó chính là lớp sơ dừa các bạn nhé. Thì là cái lớp sơ dừa này thì là nên là khoảng tầm từ 5-10 cm các bạn nhé. Đấy, nó dày khoảng tầm từ 5-10 cm. Đây, các bạn phủ kín như thế này.
Đấy. Nước xơ dừa này thì nó cũng sẽ giúp là giữ ẩm cho đất này, và nó sẽ giúp cho đất tơi xốp hơn. Quan trọng nhất của cái nước xơ dừa và nước vải địa này là nó sẽ giúp giữ đất ở vị trên, và chỉ có nước sẽ thẩm thấu xuống bên dưới thôi, sẽ không gây ra cái tình trạng bị tắc cống cũng như là ảnh hưởng đến cái bồn cây của mình các bạn nhé. Đấy, thì là bây giờ này mình sẽ tiếp tục là tiến hành quá trình thi công và giải đất để trồng cây. Thế thì là trong quá trình mà thi công ấy, thì nếu các bạn có bất cứ những thắc mắc gì thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho mình và mình sẽ giúp các bạn trả lời. Hoặc nếu các bạn có nhu cầu mà muốn thi công cái những cái bồn như thế này, hoặc là thi công những cái bồn mà để trồng cây ở ngoài trên sân thượng ấy, thì các bạn có thể liên hệ với mình thì mình sẽ giúp các bạn thi công các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại.